Hôm nay Bình Phước ngày 9 tháng 11 2022 nha. Bên mình vẫn rang. Nên anh chị vẫn đang chạy đều đây. Hàng rang xong và chất lên pallet đây. Nha. Đây, A180. Đây là A240. Hàng rang mới hàng ngày luôn nha. Mọi người cần quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp với hạt điều Phúc Thịnh. Bên mình vẫn rang hàng ngày. Xưởng trẻ rõ ràng. Gần Tết rồi, mọi người đi mua hàng thì nên chú ý là cái nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa nha. Hàng bị cái vấn đề gì thì cái công ty hay là cơ sở sản xuất người ta sẽ hỗ trợ cho mọi người. Mọi người nên tránh mua những cái trường hợp là không rõ nguồn gốc ở trên mạng, không có công ty rồi không có mã số thuế gì là rất là nguy hiểm. Nên mình vẫn rang cung cấp sỉ và lẻ cho mọi người. Bên mình là ở Bù Đăng, Bình Phước nha. Đây. Và vẫn rang hàng ngày luôn. Hôm nay ngày 9 tháng 11 2022.